liên quan đến đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi họp báo vừa kết thúc vào chiều nay, thì Ủy ban Nhân dân đã thông tin rằng vẫn đang xem xét lá đơn của ông Đoàn Ngọc Hải để làm rõ trong quá trình làm việc ông Hải có khúc mắc gì hay không. Trả lời câu hỏi của phóng viên về lá đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết hiện vẫn đang xem xét. Liên quan đến công tác cán bộ về mặt đảng, thì Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy. Riêng về mặt chính quyền, thì Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay, ý kiến Thường trực Thành ủy cũng đang xem xét cân nhắc và sẽ trình cho Thường vụ Thành ủy. Quy trình khi bổ nhiệm như thế nào thì khi từ chức hoặc xin nghỉ việc thực hiện đủ quy trình đó. Lá đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải xuất phát từ lời hứa với người dân thành phố Hồ Chí Minh khi ông Hải chưa thể dẹp được vỉa hè, chấn chỉnh lại trật tự đô thị trên địa bàn quận 1. Tuy nhiên, trước khi quyết định có chấp nhận lá đơn này hay không, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cần xem xét đằng sau còn gì khúc mắc nữa hay không. Chính vì cái yêu cầu là lắng nghe và cầu thị, chính vì cái quan điểm này đó mà là Thành ủy đã chỉ đạo là phải nghe anh Hải một lần, và không phải một lần, nhiều lần, để xem coi là ngoài những cái nội dung mà như anh Hải nêu đó thì còn có những khúc mắc gì khác nữa hay không. Cho nên tinh thần là sau khi có báo cáo của ban cán sự đó thì các đồng chí trong Thường trực Thành ủy thống nhất là tiếp tục làm rõ một số nội dung ở trong thư xin từ chức của anh Hải. Để làm sao? Để trước hết là gì? Lãnh đạo quận 1, rồi lãnh đạo thành phố, mình nghiên cứu, mình rút kinh nghiệm. Công tác quản lý trật tự lòng lề đường, vỉa hè như thế nào? Vấn đề bãi xe ra làm sao? Những vấn đề khác có liên quan trong nội dung đó, tất cả những điều đó là chúng ta phải xem xét. Hiện tại, trong quá trình xem xét, tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đi làm bình thường tại Ủy ban Nhân dân quận 1 và vẫn phụ trách mảng trật tự đô thị như trước đây.